Thôi đủ. Một phần là ung thư phổi, một phần là ngước lên nữa. Chịu không nổi luôn anh ơi. Hello mọi người, Hân trở lại rồi đây. Thì cũng lâu rồi Hân vắng bóng đúng không? Bây giờ Hân quay lại là chủ yếu là để bán chiếc xe này. Chiếc xe này là Hân đã trải nghiệm rồi, xong rồi giờ Hân chán rồi cho nên Hân muốn bán lại. Xe còn mới lắm nha mọi người, là Hân bảo dưỡng bên anh Minh rồi, là Hân đã vừa thay nhớt mới luôn mọi người, là nhớt mô tô Tool 300V á. Mọi người coi bên này nè, nè cái nhớt mô Tool 300V là nó màu xanh như vậy nè, là Hân bảo dưỡng bên anh Minh đó, thay hết 1,5 triệu luôn á mọi người. Hân cái xe này phù hợp cho người mới tập chạy xe phân khối lớn lắm. Nó là xe 4 máy mà rất là hầm hố, mà giá hiện tại là Hân muốn bán lại, bát lại là 178 triệu. Rẻ lắm mọi người, mua đi. Là Hân có hỗ trợ hồ sơ gốc cho mọi người luôn. Là chiếc xe này là Hân đã hào phục rồi. Hân ngồi lên cho mọi người xem luôn nha. Đó. Vừa với dáng Hân luôn á mọi người. Con Hân có 1m6 thôi, ngồi rất là thoải mái. Nếu mà con trai thì chạy chiếc xe này rất là ok luôn. Chở bồ auto bếp. Nè mọi người xem nè. Về cái phần mà tiêu hao nhiên liệu thì cũng không có hao lắm đâu. Tầm 15-16 cây lít thôi. Cái này là Hân đã trải nghiệm rồi, xong rồi Hân nói lại cho mọi người biết thôi. Phần bảo dưỡng thì cũng rất là đơn giản, bố thắng hết thì mình thay thôi. Còn cái phần nhóm sinh dĩa á mọi người, là mình có cái chai xịt sơn á, mình xịt vô là xong rồi, là dễ lắm, không có gì khó hết trơn á. Con xe này thì nếu mà cứ 2 lần thay nhớt thì sẽ thay lọc nhớt 1 lần. Còn mọi người mà không biết cái gì nữa thì mọi người cứ qua hỏi anh Minh đi, anh Minh hỗ trợ cho mọi người. Xe này là Hân chỉ sử dụng khi đi cà phê với bạn bè nè, hoặc là đi làm. Nói chung là hầu như nó rất là mới luôn, nó không có chạy gì nhiều hết. Mọi người có thể xem qua bên chiếc xe này nè, không có chạy gì luôn á. Ở đây là Hân có lên tay côn nè, với tay thắng cho nhẹ. Còn đồ zin là còn đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Hân có gửi lại bên cho anh Minh á. Con xe này thì Hân có lên cái chống đổ nè, với cây bô này tầm như là 4 triệu. Nó không quá to, cũng không có quá ồn. Đối với con gái như Hân thì chạy vậy là vừa rồi. Hân cho mọi người nghe tiếng bô nha. Thích nhất là nẹt bô luôn á. Mọi người thấy bô như thế nào? Nếu mà như Hân thấy thì nó rất là êm, nó không có quá ồn đâu. Hân chạy nó rất là ấm luôn á. Ở đây còn một chỗ này nữa là cái chiếc xe này zin của nó là đèn halogen, mà Hân đã lên đèn led rồi cho nó sáng á. Hân cho mọi người xem đèn. Thấy không? Sáng, sáng hơn đèn zin. Ở đây có cái nữa là Hân có lên cái kính chắn gió xịn nè mọi người. Kính chắn gió bút luôn á. Xu bên anh Minh á. Còn về phần ô đô thì nó là 14.000 cây. Ở đây là Hân thay bố thắng mới hết rồi. Nói chung là mọi người mua về là mọi người chỉ còn chạy thôi, không còn sửa chữa gì hết. Hân đã sửa hết xong hết luôn rồi đó. Xe này thì mấy anh mà có bạn gái á, chở người ngồi sau rất là thoải mái luôn. Hân kêu người mẫu qua cho mọi người ngồi cho mọi người xem ha. Ê! Chơi cục vàng. ngồi sau xe cho mọi người xem giúp em với. Ngồi sau hay ngồi trước? Ngồi sau. Đó mọi người, rất là thoải mái luôn. Em leo lên chưa? Ok. Không, mọi người thấy không? Sướng lắm. Sướng dã man.
chị giả bộ ôm em đó. Đó mọi người mua đi, tại vì Hân có nhiều xe quá cho nên là Hân không có chạy nhiều, cho nên Hân bát lại cho mọi người. Nói chung là chiếc xe này là Hân gửi qua cho anh Minh á, bát lại cho anh Minh là 178 triệu, là anh Minh cũng bán lại với giá đó luôn cho mọi người luôn. Có ABS trước sau á cho nên chạy rất là an toàn. Anh nói chung là Hân bảo đảm với mọi người là mua về mà có lỗi gì á thì bao trả lại luôn, bao bảo hành luôn. Khi mà mọi người đi chán rồi á thì bên anh Minh cũng bao quay đầu cho mọi người, tức nghĩa là hoặc là gửi lại cho anh Minh hoặc là mọi người đổi lên xe khác cũng được nữa. Lâu rồi mới ngồi sau xe em, cảm giác chị như thế nào hả? Sợ gần chết luôn á. Nói chứ mấy chiếc như này thì vậy thoải mái mà. Thoải đúng không? Ôm mình đằng trước cũng thoải mái. Nhưng mà tôi thích ôm anh sáu muối hơn à. Bữa nay bớt mỡ rồi. Bữa nay bớt mỡ rồi. Xong rồi. Mà em bán chiếc này rồi em đi xe gì? Em còn chiếc BMW mà, để em chở chị đi sau. À ok. À, bye bye mọi người nha. Nếu mà mọi người có muốn mua xe thì liên hệ cho anh Minh Baker. Số điện thoại Hân để bên dưới nè. Là hai đứa bay làm gì ở đây nữa vậy? Hả? Hỏi chị. Hết clip rồi, hết giờ rồi, hỏi gì nữa? Ủa. Điên à. Dạ. Em làm gì đam mê? Làm gì đam mê? Giỡn ơi, tụi em làm gì có tâm chứ bộ. Vậy hả? Hết tinh dầu rồi. Hết tinh dầu hả? Hết pin luôn nè. Thôi chở cho xe tinh dầu nè. Có chở cho chai tinh dầu. Chờ luôn á. Mùi gì? Mùi mùi sầu riêng hay mùi dâu? À, mùi sầu riêng là bỏ đi. Mùi tôi đi để cho ăn thiện nè. Thôi chị ơi. Thôi về luôn đi. Dạ. Bye bye nha mọi người.